Các loại xét nghiệm sàng lọc NIPT. 1. Xét nghiệm Harmony. Harmony prenatal test là một xét nghiệm không xâm lấn, nhưng có giá trị như xét nghiệm chẩn đoán hội chứng đau trước sinh bằng cách ly trích các cell free DNA của thai trong máu mẹ. Xét nghiệm này có thể thực hiện từ lúc thai 10 tuần với độ chính xác đạt hơn 99% và tỷ lệ dương tính giả thấp dưới 0,1%. Xét nghiệm xác định được nguy cơ nhiễm sắc thể tam bội ở thai nhi. Qua việc đo lượng nhiễm sắc thể tương ứng trong máu của người mẹ có thể biết được, xét nghiệm này có thể đánh giá được các nguy cơ nhiễm sắc thể tam bội 21, 18, 13 trong thai nhi, không loại trừ tất cả bất thường của thai nhi. Phương pháp này là một phương pháp xét nghiệm máu đơn giản, an toàn, thường có trong các nghiên cứu phân tích để đánh giá nguy cơ mắc nhiễm sắc thể thể tam bội thai nhi. 2. Xét nghiệm Panorama là phương pháp sàng lọc, trước sinh không xâm lấn sử dụng máu tĩnh mạch của thai phụ. Phương pháp này dựa vào cơ sở phân tích ADN tự do của thai nhi lưu thông trong máu của người mẹ trong thời gian mang thai. Panorama phân tích các ADN này để đưa ra các bằng chứng đánh giá hệ gen nhất định có ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi hay không. Giống như các xét nghiệm sàng lọc khác, Panorama không cung cấp chẩn đoán xác định về tình trạng của thai nhi. Xét nghiệm này chỉ cung cấp cho bạn chỉ số nguy cơ cao hay thấp về những hội chứng mà xét nghiệm này sàng lọc. Khi tiến hành xét nghiệm dựa trên ADN, Panorama có thể phát hiện được các bất thường do rối loạn số lượng nhiễm sắc thể, hội chứng Down, trisomy 21, hội chứng Edwards, trisomy 18, hội chứng Bartter, trisomy 13, hội chứng Turner, monosomy X, những bất thường về nhiễm sắc thể giới tính, các bất thường trên nhiễm sắc thể giới tính, XX hoặc XY, hội chứng Klinefelter, XXY, hội chứng Jacob, XY, hội chứng chip bổ X, XXX. Hỗ trợ việc xác định rủi ro mắc phải các rối loạn liên quan đến nhiễm sắc thể X như bệnh máu khó đông, bệnh teo cơ Duchenne hoặc các trường hợp cơ quan sinh dục không rõ ràng, chẳng hạn như tăng sản thượng thận bẩm sinh. Ngoài những bất thường về nhiễm sắc thể trên đây, còn có thể chọn sàng lọc để phát hiện thêm 5 hội chứng vi mất đoạn: hội chứng Dizogy, hội chứng Enzoman, Bezadwinly, hội chứng Gow-Hickhorn, hội chứng Kerr-Duchat. Hy vọng với những chia sẻ trên mẹ bầu đã yên tâm hơn và hiểu rõ hơn về xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT và có lựa chọn phù hợp cho con yêu của mình. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.